Thưa bà con và quý khán giả, đầu vụ lúa đông xuân cần lưu ý gì để có sự khởi đầu hoàn hảo là nội dung chính được đề cập trong tiết mục Syngenta thông tin nông nghiệp kỳ này. Mở đầu như thường lệ là thông tin dự báo sâu bệnh. Tuần qua, sinh vật gây hại trên cây trồng ở các tỉnh thành phía Nam có một số đối tượng gây hại đáng chú ý như sau. Trên cây lúa, bệnh đạo ung lá. Toàn vùng có hơn 10.000 hecta lúa bị nhiễm bệnh, tăng hơn 1.400 hecta so với tuần trước. Tỷ lệ bệnh phổ biến từ 10 đến 15%, phân bố ở các tỉnh như Long An, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Đồng Nai, Trà Vinh. Bệnh đạo ung cổ bông, toàn vùng có gần 1.700 hecta nhiễm bệnh, tỷ lệ bệnh từ 5 đến 8%. Diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ, toàn vùng 2.153 hecta, giảm gần 1.400 hecta so với tuần trước. Mật số sâu phổ biến từ 10 đến 25 con trên 1 mét vuông. Dự báo sinh vật gây hại và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ. Trên cây lúa, rễ nâu ngoài đồng phổ biến từ tuổi 2 đến tuổi 4, rải rác có một số trưởng thành, xuất hiện gây hại ở mức nhẹ đến trung bình. Các địa phương chuẩn bị xuống giống lúa đông xuân 2022-2023 cần theo dõi sát diễn biến rề dầu đèn, cũng như tình hình khí tượng thủy văn tại địa phương để xuống giống né rầy đạt hiệu quả và tránh được tình trạng ngập úng sâu xạ. Bệnh đạo ung lá, bạc lá vi khuẩn có khả năng gia tăng diện tích nhiễm trong điều kiện thời tiết mưa nắng xen kẽ như hiện nay. Cần thăm đồng thường xuyên, theo dõi diễn biến của bệnh hại phát triển trên đồng để kịp thời đưa ra các biện pháp quản lý có hiệu quả. Chú ý ốc bươu vàng gây hại trên trà lúa giai đoạn mạ đến đầu rễ nhánh, chuột hại trên trà lúa giai đoạn đồng trổ tới chín. Thưa bà con nông dân và quý khán giả, làm đất kỹ, chuẩn bị giống tốt, phòng ngừa các dịch hại đầu vụ, đặc biệt là lúa cỏ, là những quan tâm thường trực của bà con nông dân ở đầu mỗi vụ lúa đông xuân. Đề cập đến sự chuẩn bị cần thiết ở đầu vụ lúa, cán bộ kỹ thuật của công ty Syngenta Việt Nam có những lưu ý như sau. Mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi. Kính chào quý bà con, hiện nay thì bà con chúng ta đang chuẩn bị tấp nập cho cái giai đoạn xuống giống đông xuân chính vụ. Đây là cái giai đoạn mà đối với bà con chúng ta nó là một cái tiền đề để quyết định cả năng suất của một vụ đông xuân, cái năng suất lớn nhất trong năm. Thì bà con chúng ta sẽ rất là lo lắng nhiều điều. Hôm nay về phía chúng tôi thì cũng muốn chia sẻ với bà con mình thêm những cái lưu ý để làm sao chúng ta chuẩn bị cho một cái vụ đông xuân nó thật sự sẵn sàng. Đầu tiên nhất là trước khi chuẩn bị xuống giống thì đâu đó khoảng 15 ngày bà con chúng ta cần phải đi chọn cái giống và mình phải ngâm giống thử, tức là gọi là gắm giống đó. Thì bà con mình nên ngắm giống thử trước để xem cái tỷ lệ nảy mầm nó có tốt hay không. Nếu như mà nó tốt thì chúng ta sẽ yên tâm cho cái giai đoạn xử lý. Còn nếu như nó không tốt thì chúng ta sẽ tranh thủ để chuẩn bị chọn một cái giống mới nó đạt được cái hiệu quả tốt hơn. Để tránh cái việc mà khi gần tới ngày cập gặp xuống giống mà chúng ta mới phát hiện giống nó không lên thì điều đó nó không tốt. Và khi mà chúng ta chuẩn bị cái giống xong thì trên đồng ruộng chúng ta cũng cần phải lưu ý là chúng ta phải dọn sạch cái cỏ cũng như là các cái rác bã thực vật mà nó còn ở trên ruộng của mình để khi rút cạn nước ra thì chúng ta tiến hành làm đất. Khi làm đất thì bà con mình lưu ý là phải trục trạc bằng phẳng và xử lý sạch ốc. Chúng ta cần phải lưu ý là mình xử lý sạch cái ốc trước khi mà chúng ta vô cái vụ mới. Thì đối với cái giải pháp mà về cái thuốc ốc thì bà con mình xử lý cần phải quan tâm những cái loại thuốc mà xử lý gần ngày quá nó có thể ảnh hưởng đến cái mầm của hạt giống. Thì chúng ta cũng cần phải chọn những cái loại thuốc an toàn cho cái mầm hạt giống hơn. Và bên cạnh đó thì với cái việc mà chúng ta quản lý cỏ dại, đây là một cái vấn đề mà rất là nan giải mà trong nhiều năm qua bà con chúng ta thường xử lý. Thì đối với quản lý cỏ dại, điều đầu tiên nhất là chúng ta cần phải làm đất, trục trạc đất cho thật sự bằng phẳng. Cái thứ hai là chúng ta phải đánh những đường gò làm sao để cho có thể chủ động được nước trên ruộng của mình, hoặc là khi có mưa thì nước nó thoát được tốt. Bên cạnh đó thì cái việc quản lý cỏ và lúa cỏ nó cũng là một cái điều bà con quan tâm, và hiện nay hầu như tất cả các bà con ở đồng bằng sông Cửu Long chúng ta đang quan tâm nhiều nhất là cái lúa cỏ nó đang bắt đầu quay lại tấn công trên đồng ruộng của mình khá là nhiều. Thì với cái lúa cỏ thì chúng tôi cũng có những cái điều khuyên cho bà con mình là lúa cỏ ở ngoài đồng ruộng chúng ta nó có thể lưu tồn, nó nằm trong đất thời gian miên trạng của nó đến 12 năm nó vẫn có thể nảy mầm được. Chính vì vậy mà bà con chúng ta cần phải lưu ý là mình phải quản lý nó thật là tốt. Khi mà chúng ta rút cạn nước thì có ánh sáng mặt trời chiếu vào là nó có khả năng nó nảy mầm. Nên là chúng ta phải làm sao cho nó không được nảy mầm. Tại vì khi nó nảy mầm rồi thì tất cả những cái loại thuốc diệt cỏ tiền nảy mầm nó cũng không có tác dụng đối với lại cái lúa cỏ. Tại vì cái lúa cỏ nó giống như cái lúa nhà mình rồi. Nên là chúng ta cần phải phun cái thuốc ngay từ sớm.
Thì đối với Syngenta có một cái giải pháp cho bà con mình, đó là khi chúng ta trục trạc đất bằng phẳng xong thì có thể là mình phun cái sulfit 300EC trên cái dạng phun là trên nền ngập nước hay là gọi là phun tóe đó. Thì khi bà con mình phun như vậy, sau khi phun một ngày cho nước nó lắng trong xuống với cái sulfit rồi thì chúng ta rút nước ra từ từ và chúng ta đánh đường gò, chúng ta tiến hành xạ giống. Và giải pháp thứ hai đó là chúng ta có thể phun ở ngay sau xạ từ 1 tới 3 đêm để chúng ta quản lý tốt cái cỏ dại và lúa cỏ trên đồng ruộng của mình. Đặc biệt là đối với cái sulfit thì chúng ta phun trước xạ một ngày và sau xạ một ngày, nó giúp cho bà con mình quản lý rất là tốt cái lúa cỏ và quản lý tốt luôn cả cỏ dại trên đồng ruộng. Thì đây là cái giải pháp mà được bà con chúng ta áp dụng hơn 30 năm qua, giúp cho bà con chúng ta quản lý cỏ trên đồng ruộng của mình hàng vụ, đạt được cái hiệu quả kinh tế tốt hơn. Thì qua cái chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng muốn chia sẻ với bà con mình những cái giải pháp, những cái lưu ý như trên để giúp cho bà con chúng ta có được một cái giai đoạn chuẩn bị vụ đông xuân đạt được cái hiệu quả cao. Xin chúc bà con mình có đạt được một cái vụ đông xuân đạt được cái năng suất cao ạ. Cái này anh Thảo đi thường không?